Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ cái mặt quỷ nha anh em. Trước hết anh em hình dung cho mình cái mặt quỷ, đó là một cái dạng hình khối khối hình hộp chữ nhật. Đấy, anh em có thể đặt cái khối theo hướng mặt quỷ mà anh em thích. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ một cái mặt quỷ một cái góc nhìn hơi hướng xuống một tí nhá. Rồi, trước hết anh em phát ra cái dáng của mặt quỷ, cái hình hộp chữ nhật, cái hướng của nó trước. Đấy, rồi anh em dừng rồi. Rồi, xong cái hình hộp anh em kẻ đường này, hơi khoảng 2/3 này. Cái góc nhìn đó. Rồi anh em chia ra 3 phần này. Phần thứ nhất là trên mí mắt này, phần thứ hai là mũi này. Đấy, còn bên dưới sẽ là cái miệng của mặt quỷ. Đấy. Rồi bây giờ này, anh em phát hai cái mí mắt ra này. Cái góc nhìn xuống nên anh em cứ vẽ nó đổ xuống một tí nhá. Đấy. Phát từ từ lên này. Anh em cứ phát đi theo cái hình hộp chữ nhật mà mình đã bao sẵn rồi á. Đó, hai cái mắt này, mắt bên này, mắt bên này. Đấy, anh em nhớ cho mình một điều là có những cái đường mình đã phát sẵn rồi, anh em hãy đi theo những cái đó, đừng có làm nó quá xa đó, nó dẫn đến nó sai cái tỷ lệ nha anh em. Đấy, hai mũi này. Anh em từ cái mũi là anh em có thể phát ra cái má nha anh em. Anh em bắt từ cái đường mũi ra. Đấy, anh em bắt ra đây. Anh em vòng ra cái xong anh em trở ngược lên. Đó, thì nó sẽ ra được cái phần má này đó. Tương tự bên này cũng vậy. Đó. Đó. Rồi thì anh em bắt từ hai cái má thì nó xuống sẽ xuống cái môi thôi. Nó tất cả đều có cái quy định riêng ấy, cái phương thức riêng. Đấy, nó sẽ xuống cái môi. Rồi, cái môi anh em từ cái môi trên anh em tương ứng với cái môi bên dưới này. Đó. Đó. Đấy, rồi anh em đi theo hình hộp chữ nhật đó, anh em lại phát lên, phát dính lên cái phần má đó. Thì nó sẽ tạo được cái khuôn miệng của cái hình mặt quỷ thôi. Đây, cái phần dưới này. Đấy. Khi anh em dừng cái hình hộp chữ nhật thì cái bề ngang á, cái bề dọc nó gần gấp đôi bề ngang nha anh em. Nó gần thôi chứ gấp đôi nha. Thì tùy nhiều anh em có thể theo nhiều hướng khác nhau, nhưng đó là một cái tỷ lệ mình thấy là khá là thích hợp rồi. Còn ngoài ra anh em có thể vẽ theo tỷ lệ của anh em riêng. Rồi từ sừng từ cái trán này anh em ướm qua bên này nè. Nó sẽ được cái sừng bên này nè. Đó. Đó. Rồi phần tóc này, tóc hai bên này. Đấy. Đấy. Rồi bây giờ anh em phát một cái răng này. Quỷ thì anh em cứ phát cho mình cái răng nó nhọn nhọn một tí, nó nhiều nhiều một tí. Đấy. Mẫu này cuối clip mà mình vẽ xong rồi anh em, tí nữa mình sẽ chèn ở cuối clip cho anh em xem. Anh em cố gắng về vẽ thêm nhiều cái hướng góc nhìn nữa nha, để cho mình thành thạo hơn. Rồi. Răng của nó nè. Đấy, cái răng hàm nè, ba cái nè. Rồi, răng trên nè. Đấy, lưỡi của nó này. Thì từ răng anh em vòng lên cái này ra cái lưỡi rồi. Lưỡi anh em có thể biến tể nhiều cái, nó có thể lè dài thêm, tùy anh em. Anh em muốn giữ hay là muốn nó vừa vừa thôi. Đấy, sống mũi anh em kẻ theo đường nãy mình quy định rồi. Rồi, vòng qua hai cái mắt này. Đấy, anh em cho nó hơi nhìn xuống dưới một tí. Rồi, phát mở cái phần má lên. Đấy, hai cái lõm ở trên trán này. Rồi bây giờ mình tại sơn những cái đường mình phát đi, để mình đi lại những cái đường cái nét nó đậm chọn hơn. Đấy, mình tại sơn anh em cố gắng theo dõi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đậm lên nè. Anh em đi từ mí mặt nè. Đấy. Rồi vòng quấp vô nè. Đấy, nó tạo được cái độ sắc bén anh em. Anh em đừng có làm nó tròn quá, cái gì nó phải có góc cạnh một tí thì nó hay hơn. Đấy, từ đó anh em vẽ qua bên này. Tất cả mình vẽ rồi mình bao theo cái hình hộp chữ nhật đó luôn nha anh em. Đó. Đấy. Đó. Rồi. Rồi ra cái tai này. Cái tai này anh em thích biến thể thì anh em có thể làm thêm mấy cái vòng tai rồi đeo lên cho nó xịn cho. Đấy, vòng xuống. Đấy, rồi.
Đó, con này mặt hơi quảo nha anh em. Rồi. Đó, cái mí mắt bên này nè. Đấy, anh em vòng vòng móc móc nó sắc sắc một tí. Đừng vẽ nó trơn tru nó mềm mại quá. Đấy. Cái sừng bên này đấy. Đấy. Đấy, anh em tạo cái vết gãy góc cạnh trên cái sừng luôn. Đây cái phần sống của nó, sống mũi này. Chia này. Đó, anh em vòng xuống. Đấy. Rất là đơn giản luôn. Vòng lên cái mũi. Thì anh em có khối rồi, khi anh em tô lên cũng rất là dễ luôn anh em. Tô trắng đen lên rất là dễ, nhìn cái sáng tối ấy. Rồi anh em vòng xuống này. Rồi, hai phần má. Rồi môi này. Đấy. Rồi. Rồi cái răng của nó này. Đó. Đây mình vẽ khoảng hết 10 phút anh em, một 10 phút một cái mặt cũng đơn giản thôi. Bây giờ mặt quỷ nó có rất là nhiều biến thể nha anh em. Đấy, thì anh em tham khảo thì thích cái nào thì anh em, trước hết anh em hãy vẽ dạng copy trước, tức là vẽ theo đấy, sau khi lành lặn rồi hoàn thiện rồi thì mình có thể vẽ theo ý của mình chế biến theo của mình muốn làm thế nào làm. Đấy, răng này đó, lưỡi đó. Đó, cái đường lưỡi nó trong đấy. Rồi cái cằm đấy đó. Chịu là bữa sau mình sẽ hướng dẫn anh em tô đen trắng của cái mẫu này luôn cho anh em dễ hình dung. Rồi anh em vào vắt cái mắt này, vắt cái góc nhìn của nó luôn này. Đó, vòng ngoài bên trong nó tạo cái góc nhìn đang nhìn xuống. Đó, tương tự bên này cũng vậy, nhìn xuống luôn đó. Đó, đơn giản nha anh em, mình sẽ gắn hình hoàn thành ở dưới cuối clip nha.